Em xin chào anh chị em mình đã đến với kênh Bé Ba Bánh Rán Vlog nha. Thì vô tình em đi trên cầu Trà Già thì thấy ông bán cái món này là cái món bánh bò lá dứa. Bánh bò lá dứa mà dạng trong khuôn á, là bánh nhỏ vậy nè. Thì tụi em cũng có xin phép ông là cho xin phép ông để được quay ông. Thì ông nói thôi để đi qua bên kia đi rồi ông sẽ đẩy xe qua sau. Dạ con qua bển trước. Đó, thì ông kêu thôi đi qua bên kia đi, ông hay bán ở bên địa chỉ bên đó đó. Thôi qua rồi thì tụi em sẽ phỏng vấn ông để xem bán ông bán cái món bánh này như thế nào nha mọi người. Cái con phụ ông đẩy lên cho nó lẹ. Trời ơi. Được rồi. Chồng em với chơi với em sẽ đẩy phụ ông. Thấy ông từ ở dốc cầu mà ông đẩy bộ về ông lên, mà có chứ ông rất là yếu nha cả nhà nha. Nên là cả nhà có đến địa chỉ ủng hộ ông nha cả nhà. Đó, mình ở trên đây mình thấy ông rất là tội nghiệp, mà chứ ông rất là yếu, ông đẩy rất là chậm luôn. Đó, xe của mình đó mà cả nhà. Giờ ông đẩy lên cầu và xuống cầu. Đó, thì bây giờ nãy giờ em cũng phụ ông đẩy lên được tới trên lên dốc cầu, rồi bây giờ tới lượt ông xuống dốc. Ở xuống dốc thì ông khỏe hơn. Xuống dốc thì thả dốc tàn vậy đó. Chỗ cũng hồi quá trời. Xuống dốc nó khỏe hơn là lên dốc. Đem phụ ông rồi cũng đỡ, ông cũng đỡ được chút xíu. Cái màu xanh đẹp hả? Màu này là bánh bò lá dứa. Cái dốc lầu này rồi, nó là dốc lầu. Hello cả nhà, hôm nay thì hữu duyên mình gặp được ông bán bánh. Thì mình có theo dõi ông cũng như là mọi người xem cái quá trình ông đẩy từ ở quận 8 mà qua tới bên đây là ở quận Nhất Anh, quận 5 này cả nhà. Ông đẩy rất là cực, ông lớn tuổi là ông đẩy cái xe từ như vậy đó. Rồi bây giờ ông bắt thang, lát ông cái rồi bò cho quá trình ông làm mọi người cả nhà. Hồi nãy lúc con đứng bên đây nè, con hỏi ông á là này bánh bò phải không, ông không có trả lời. Hàng gì con cũng nghi rồi, là bên trái ông bị, bên trái ông bị lãng, bên phải là nghe đúng không ông? Nghe rất nhỏ. Nghe nhỏ có một bên là nghe rất nhỏ. Có con phụ không, phụ ông gì không? Không, gần tâm rồi, khỏi phụ có gì đâu. Ủa ông, mưa sao ông bán có 2 ngày không? Trời ơi, già rồi, 76 rồi, mệt á. Mệt á, biết không, dạ. Có bệnh á, tiểu dạ. Đường, huyết áp. Trời, muốn bán thêm ngày cũng bán không nổi nữa. Muốn bán 3 ngày chứ, ông ấy muốn bán. Nhưng mà yếu quá. Hồi xưa là mình bán, mình còn khỏe, mình bán nhiều không ha? Bán bệnh 5 suốt tháng luôn, không nghỉ. Tết nghỉ 30, mùng 1 bán, lễ bán luôn, lễ lớn, lễ nhỏ gì bán láng hết. Vậy là con giống ông rồi, hồi xưa con cũng vậy. Làm dữ lắm mà chưa, không có nghỉ, không có bệnh mà. Dạ. Còn bây giờ khác. Mọi người ơi, ông chỉ bán thứ bảy chủ nhật thôi nha cả nhà. Từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi nha cả nhà nha. Hỏi ông ở bên này bánh bò phải không ông? Thì giờ không trả lời, mình sợ ông khó. Thì giờ mình quay, mình
nói đứa chuyện với ông nhiều thì mới biết là ông bị lãng tai, ông bị bệnh rất là nhiều, nên là cả nhà đến cả nhà ủng hộ nhau cả nhà nha. Ông ơi sao không để số điện thoại ông? Không, tụi tao có sử dụng điện thoại đâu. Ông sử dụng điện thoại luôn. Bán cái này sử dụng điện thoại. Là cái khuôn này là ông xài bao lâu rồi? Hả? Cái khuôn này nè. 49 năm. Cái khuôn này 49 năm hả? Ừ. Cái này bằng đồng à. Bằng đồng nặng á không ha? Ừ, cái này mấy triệu á. Mấy triệu luôn hả? Xài được mấy chục năm. Còn mua thứ thao chắc thì có mấy trăm ngàn xài không có được. Nó nó xì bể. Mấy cái đó mấy trăm ngàn, cái đó bằng thao bằng chắc á. Với lại mình làm đồng nó ngon hơn, ăn ngon hơn. Dạ. Hôm nay là ông 76 tuổi đó cả nhà. Ông đẩy cái xe từ ở bên quận 8 mà đẩy qua quận 5 thì rất lật đật luôn. Sao có lúc mà mọi người lại quay á ông? Sao ông không bán cái nhà luôn? Hay là ông quen đâu bán có nhà rồi? Đâu, nhà tôi dưới quê, tôi lên đây tạm trú mà. Quê không ở đâu nữa? Ở Châu Đốc á. Châu Đốc luôn hả? À, An Giang á. Tôi ở đây không có nhà, nhà tôi ở dưới thùng quê. Ở đây ông mướn á ông ha? Tôi muốn ông thuê thuê phòng vậy đó. À thì có phòng. Phòng nhiêu tháng không? 2,5 triệu. À 2,5 triệu. Ở quận 8 không ha? Bán không? Anh ra đi kìa. Thì bây giờ là ông cũng bán xong hết mẻ đầu tiên rồi, bây giờ cũng còn có mấy cái rồi. Bây giờ em cũng đang chờ ông làm, ông làm tiếp tục thêm cái mẻ tiếp theo. Thì ông đang chẩm than, chẩm than ông lần một xong rồi thì bây giờ để ông nướng một lần là hết luôn rồi. Màu đẹp, cái màu lá dứa đẹp quá không ha? Lá dứa đó tôi đặt á, chứ lò bánh bò à, coi như cái lò bánh bò ổng mang ngày ổng làm cho mười mấy chiếc xe đi bán à, hồi xưa là xe bánh bò trắng á. Dạ dạ, cái bánh bò sữa nướng á, kêu bánh bò trắng á, phải không? Dạ biết. Vậy với đổ có bánh khoai mì nữa, bánh tổ ong đồ 4-5 thứ ông làm. Dạ. Cho người ta ổng chỉ cách người ta nướng với đẩy xe đi bán thôi. Ông đầu tư cũng làm mười mấy chiếc xe vậy á. Dạ, ông dạy người ta nướng vậy cho ông, giờ cho ông pha bột, giờ cho ông để lên xe sáng cái mỗi người lấy nhà ông lấy đi bán đó. Vậy đó. Chỉ cách nướng sao vậy đó, đừng có để cho nó khét là được rồi. Thơm quá. Cách để than đồ sao. Quậy lên cái màu rất là đẹp nha cả nhà. Quậy lên cái màu xanh rất là đẹp luôn á. Thơm quá ông ha. Không, lát nướng còn thơm nữa, lên còn thơm hơn. À dạ. Ông quậy hoài luôn á. Quậy cho nó lên không ha? Hay càng quậy phải, ở trong nó có đó. Nhiều thứ, có đường, có dừa, lá dứa, với hạt, với bột nêm. Bột nêm. Đủ thứ hết á, ông nó không pha luôn. Làm ơn phải quậy cho nó đều, cho nó ăn khớp với nhau. Chứ để không thôi đó, người ta ăn, người ta nói ngọt quá, mặn quá, lạc quá. Ông chỉ cách tôi vậy đó. Chứ ông làm sẵn rồi, nhưng mà mỗi lần nướng là phải quậy gì đó. Quậy cho nó đều á. Nhưng mà con thấy cách đổ nó không có cực, nhưng mà cái cách của ông đẩy xe từ ở quận 8 hồi đây con thấy ông cực quá. Cực coi. Còn lên cầu á. Thì đó. Ông đổ mồ hôi quá luôn cả nhà. Thuê bệnh rồi, quậy quay qua cầu. Có khách thì cũng phải đợi rồi, chứ đâu còn, nó còn có 4 cái. Còn 4 cái à, còn 4 cái ăn đợi nha. Dạ không? Còn 4 cái nha. Còn không thì phải sau nửa tiếng nữa mới... nha, con đợi 4 cái trước nha.
Đó, thấy không, nó lợi gì đó. Trời, bốn cái 20. Không đợi nha. À, lát có đi đâu rồi ghé lại. Có khách nữa cậu ông ơi. Đó, thấy không, nó lợi gì đó, liên tục đó. Cho chẹp nửa tiếng nữa cậu ơi. Cũng thương tôi lắm. Bởi vì cái nghề này chỉ có mình tôi bán, ổng thương người ta bán không được. Ông hay quá, ổng bán được. Ủa bây giờ là cái này là của ông hay là của chủ? Chủ dạy á. Cái này là của ông đúng không? Ổng tha đó, ổng tha đó. Bây giờ ông ra bán riêng rồi đúng không? Ủa chứ giờ trời nó như là ý là trả công vậy đó. Dạ dạ. Thuê công á, đêm triệu vậy đó. Triệu vậy đó. Tức là bán ra 2,5 triệu á. Dạ. 2,5 triệu lấy 1,5 triệu. Hiểu không? Hiểu dạ con. Thì ổng lấy 1,5 triệu vậy đó. À bây giờ ông giữ làm công cho chủ nha cả nhà. Vậy đó. Tôi bán cho ổng vậy. Tôi bán cho ổng vậy thôi. Nghe con tưởng là ông bán cho ông rồi chứ ai ông vẫn còn bán cho chủ hả? Bán cho chủ. Ổng có lò lớn, có 10 mấy chiếc xe này bán bánh bò á. Rồi ổng còn bò mối, mướn mấy chục người ở nhà, ổng đổ rồi bánh bò hấp á, bỏ đi bỏ chợ rồi. Bánh bò hấp nhỏ cái vậy nè. Bánh bò nướng cả 6,000 có, nướng cái trắng á. Dạ. Chưa bằng nước cốt dừa đó biết không? Dạ ổng không có vợ, không có con cả nhà ơi. Ông hổ hủi một mình à. Có gì đâu, có tiền được rồi nên mốt vô chạy ở. Dạ dạ. Có tiền vô chạy ở, vô chùa ở được rồi, miễn dạ. Có tiền là được à. Dạ dạ dạ. Nó sẽ cho mình ăn ngon thôi. Dạ. Vô chạy ở mình có tiền chứ nó cho mình ăn thịt cũng có, cho mình ăn cải vậy thôi. Dạ. Chết thì nó chôn mình. Thấy không? Dạ, ăn ngon dở gì số muộn gì cũng chết à. Số muộn không? Dạ. Thì mình ăn ngon mình sống dai. Dạ ông. Đúng không? Dạ đúng. Mình ăn ngon thì nó có chất thì sống lâu hơn. Sống bền hơn. Thấy không? Mình có tiền trong túi giờ mình vô chạy với lá chút nữa cái mình ra cái giờ cái mình mua chai. Mua chai nước trà xanh. Ở trong chạy nó cho mình uống nước. Suối. Nước suối vậy đó. Dạ. Tắt nước ở trong chạy nó có nước suối vậy. Dạ. Còn mình có tiền mình ra ngoài mình mua. Có gì đâu mình nói là mình đi tập thể dục, ra ngoài với mình ăn hủ tiếu. Dạ. Hiểu không? Dạ. Tức là ông mình vô chạy mình đóng chút xíu tiền. Xà chết riêng của ông như vậy nó mình kéo dài tuổi thọ của mình. Dạ dạ ông không có tiền hạt điện quá chết đó. Miếng quan trọng là ông có tiền để ông hưởng thụ ăn uống. Bởi vì ông nghe người ta nói chết ông. Rồi là hết rồi đâu có mang theo được phải không? Dạ mình kéo dài á, kéo dài tuổi thọ của mình, tức là mình sống kêu bằng mình ăn ngon thì nó sống khỏe. Dạ. Ông nghe người ta nói tivi nói hoài đó, ăn ngon thì sống khỏe à, sống khỏe thì sống lâu. Tức là dạ. Sống già, sống lâu. Nói chung có tiền mà hưởng thụ thì cái tuổi mình nó lớn hơn chút, nó cao hơn chút không ha. Sống dài hơn chút, mình sống lâu hơn tí. Trời, anh chị tôi sống 90 tuổi. À vậy là mấy 90 không? Vậy là ông cũng có anh còn anh chị. Anh chị còn ông có đâu lận? Trời ơi, cha mẹ sanh 10 anh chị em lận. À sanh 10 anh chị em. Có nhà là nhà lớn ở ở Bình Chánh á. À, tại mấy ông mua mấy mươi năm trước rồi, năm đời con cháu rồi. 80-90 rồi, năm đời con cháu. Giờ ông chắc bơ luôn nha cả nhà. Sống không vợ dưới quê. Cái khuôn này mà mấy triệu không ha? Nó bằng đồng mà nó mắc à. Nướng bánh nó sẽ ăn ngon hơn, bền hơn, xài lâu hơn. Nặng lắm nha, cái đồng này nặng lắm nha cả nhà. Nặng chứ. Làm bắt cả lỏng cửi chết luôn, không la dữ lắm á. Cẩn thận dữ lắm á, đồ trong nhà cũng đưa cho xài hết, nó bao hết. Dạ. Chỉ cách nướng vậy đó, lúc mới ra bán vậy mấy chục năm trước đó. Không tha, cái này không tha thôi chứ mình không có biết làm sao bây giờ. Không lấy 1,5 triệu tôi lấy 1,5 triệu vậy đó.
ổng khôn với mẹ, ổng với mẹ ăn cơm tao ăn cháo. Ông là chủ, ông ăn cơm tôi ăn cháo mới đúng, đúng rồi. Nói vậy là sai. Ông lấy 1 triệu tôi lấy 1 triệu cho mà ông nói ông ăn cháo. Đúng rồi, không mà. Ông nói vốn. Ông nói ông ra vốn. Trời vốn. Vốn nặng lắm. Ông nói ông lời có 500 mà, ông cho mày 1 triệu rồi, ông lời có 500 mà. Ông nói vốn có 1 triệu. Đó thì ông nói ông ra vốn, bởi vì ông nói ông ăn cháo là vậy. Nó cũng chín lẹo quá không ha? Ờ, 3 phút quá. 3 phút. Đợi chút xíu ơi. Đấy, 2, 4, 6, 8, 12. Qua giờ muốn lên nhớ 8 giờ 9 giờ mới lên pin nha. Dạ lên dạ. Mạng á, nói chung là 9 giờ không ha. 9 giờ, 9 giờ là có bánh. Đừng có lên sớm quá rồi dạ, dạ, có bánh đâu. Dạ. Để mất công, để mất công người ta chạy tới thì chạy về. Cả nhà ơi, cả nhà đến 9 giờ tối nha cả nhà nha. 9 giờ tối á, 9 giờ tối. Mà thứ bảy chủ nhật thôi nha cả nhà. Bán 2 ngày thôi. Cái này có nhiều người ở xa lắm á, quận dạ. Phú Nhuận, quận 7 rừng á, xa lắm á, quận Bình Thạnh đó, phải không? Dạ không. Bởi vì đừng có lên mạng sớm quá, mất công người ta. Người kia lại không có bánh. 10 cái không bên đây nè. Đây con đưa cho 50. 50 đúng rồi. 50 ngàn. Có 50 cái không? Hả? À, 10 cái hả? Có 50. Ông lấy còn 2 cái đó đi, còn ông bé còn 2 cái đó. Dạ bé cảm ơn. Lấy hàng còn 2 cái đó đi. Con ăn thử coi. Một tuần ông bán có 2 ngày thôi nha cả nhà. Giờ bán 2 ngày tối là đuối rồi. 2 ngày là đuối rồi. Ông lấy còn 2 cái đó đi. Giờ giờ để nằm nghỉ. Ông lấy ông bỏ bao lấy còn 2 cái đó đi. Ờ đỡ chứ chứ. À chín rồi kìa. Chín cũng lẹ lắm nha cả nhà. Để coi chín. Trễ một chút mà nó khét bánh thì. Chua luôn. Đợi chút xíu, đợi chút xíu. Bây giờ có 2 cái thì mình thử 2 cái bánh bò có như thế nào nha cả nhà. Mười cái à? Nó ngọt ngọt, nó thơm thơm. Béo lắm chồng, thơm lắm. Nó không có như là những cái bánh thường mà mình ở ngoài tiệm. Nó có gì khác nữa cả nhà. Ngon lắm nha. Nó thơm. Nói chung là bánh cũng ngon. Thơm mùi bánh bò ghê á. Ông đưa cho khách 10 cái rồi con lấy 2 cái nữa nha. Ừ. Đó, có nhiều lấy nhiều nha cả nhà. Cả nhà đến địa chỉ là
473 Trần Hưng Đạo. Đó, thì cả nhà qua đây nha, 9 giờ mới có bánh nha cả nhà. Cả nhà đi sớm không có bánh đâu nha, 9 giờ tối nhưng mà chỉ có 2 ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Mọi người đến ủng hộ ông để ông có tiền trang trải cuộc sống, cũng như là mua thuốc uống, ăn uống nha cả nhà nha. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.